Ơi chào bà. Tới lấy cho bà bao gạo. Ui dùi mà giờ bao gạo 10 kg thì bà có lấy cầm về được không? Dạ. Giờ con cho bà bao gạo 10 kg. Dạ. Giờ bà có mang về được không? Nhớ không? Nhớ rồi, quay nhớ không? Hỏi làm ơn để em ra quay. Bà ơi. Đó, thôi kìa. Kìa. Đấy, có xe không? Có... Dạ có xe. Có xe thích không? Dạ xe không. Xe có không? Thôi không có đâu. Đỡ không? Dạ. Cậu làm phết cho em xin tiền. Tôi xin tiền đó hả? Dạ. Chứ gạo không lấy hả? Dạ lấy chứ mà rồi lại mang không có nổi. Thông cảm đi. Dạ. Dạ. Dễ ha. Dạ. Ừ. Thôi gặp lại người xưa. À, rồi. Đúng rồi. Không. Cái phần. Rồi bây giờ. Dạ. Con sợ cho bà gạo là bà cầm gì không được nè. Dạ. Cho bà gạo bà cầm gì không có được. Mang về không nổi. Dạ. Ai cho bà đồng nào chưa? Thôi cho bà tiền đi. Ai cho bà tiền gì chứ? Có ai cho chưa? Hả? Ok. Cho bà mấy chục luôn đi. Ui. Thì bà lấy mấy tờ. Cho bà 5 tờ hả? Dạ. Nãy giờ được mấy rồi? Dạ. Hồi cho nhiều chưa? Chắc bà được triệu chưa? Bà có đeo nhiều dây chuyền trên cổ vậy hả? Dạ. Thịt Phật Thích Ca Mâu Ni với là mẹ con Năm luôn. Bà, hồi nãy con thấy bà trước luôn á. Thấy bà đeo tụng đồ nên không thấy sách gì hết nè. Vô đây mà đeo tụng ơi. Nhà, nhà bà gần đây không? Dạ. Nhà bà gần đây không? Cái bữa hổm đưa vô tổng lầu đó. À, ý con biết rồi, nhưng mà từ đây vô đó có gần hay con đâu có nhớ. Xa lắm. Xa ha. Nhớ đưa về ha. Ơi, nhớ luôn. Đi xin thêm. Dạ. Đi xin thêm nè, đi về. Dạ. Đi xin thêm đi. Cảm ơn cậu. Thưa cả nhà, thưa quý vị, vừa rồi thì người dân xin lỗi, vừa rồi thì ông Phạm Thanh Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn nơi mà bà cụ đang sinh sống, còn nói rằng là tài sản của cụ còn lớn hơn cả cái ủy ban này nữa. Đấy. Thì thông tin thì nếu như mà trước đây chúng ta không có tin thì bây giờ chính ngay ủy ban nói thì chắc là mọi người đã tin, tại vì tài sản sổ đỏ đất đai gì của cụ là bà cụ thì người ta là ở đây người ta nắm hết, địa phương nắm hết. Chú giờ đi hết rồi, bà đi đây. Ba ơi, đi trưa về hay là chiều về? Thế đi nào mệt về? Khi nào mệt thì về. Mệt. Con tưởng bà muốn về con đưa về luôn. Dạ. Con đưa về nhà nữa. Dạ. Thì đưa lên ô tô về tiếp nè. Đó giờ bà đi không? Nó chở bà về luôn. Bữa nay hỏi không nói nhiều nữa. Bà kể mất tội á, bà thua được không? Rồi chào bà nghe. Dạ. Dạ.
nhỏ con, bà nhỏ mà. Bằng em đó. Không thấy đâu. Không thấy luôn. Ừ. Giờ ông dặn con gì con nhớ chưa? Trời ơi.